của em còn bảo sang lấy không sang lấy bao giờ. Còn yên tâm vẫn còn nha. Vẫn còn. Đi đâu được, nếu mà nó đi thì mất luôn. Hello Cường. Đây của bạn này nè, Trần Văn Quý, 250.000 cổ phần này. Đây bạn này cũng ở Thái Bình luôn. Trần Văn Quý 56.000 cổ phần, thế là bạn này có khoảng 300.000 cổ phần rồi. Hoàng Thị Vân. Hoàng Thị Vân 20.000 cổ phần. Thái Bình, Kiến Sương Thái Bình. Ui rồi, 2.000 cổ phần, 2.000 hai cổ phần cũng lấy này. Hay thật. Anh em tương tác nha, anh em để view giúp công nào, chúng ta để view một chút đi. Sau đó thì mình cùng nhau tương tác mạnh nào. Tối rồi nhỉ. Ok công thì cho sáng hơn nhá. Sáng chưa? Ok có phải sáng không? Để cho sáng một tí chứ tối quá cả nhà không nhìn thấy đúng không? Dương Tiến Đạt 60.000 cổ phần. Ai Thái Bình lên nhận chứng nhận nhà. Nguyễn Văn Thắng Thái Bình 90.000 cổ phần. Bùi Thị Dung ở Ba Đình Hà Nội 1.350.000 cổ phần. 1.350.000 cổ phần. 1.350.000 cổ phần. Hello em nhé. Nguyễn Quế chúc em ngày mới vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và năng lượng nhé. Em cảm ơn Nguyễn Quế nhiều. Cảm ơn chị Nguyễn Quế rất là nhiều. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Hưng, Huyền Linh. Rất là nhiều anh chị em đang tương tác và đang vào rồi. Cảm ơn. Hello Nguyễn Cao Cường. Cảm ơn em trai. Anh chị em chúng ta tương tác và đẩy view giúp công bằng cách comment số bên dưới nhé. Anh em comment số bên dưới đi ạ. Anh em comment xuống số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó. Và anh em chia sẻ giúp công trong cái buổi livestream ngày hôm nay này. Hôm nay có một cái chủ đề rất là hay. Và công rất là muốn chia sẻ cho anh chị em về cái thông tin này. Bao nhiêu anh chị em rất là hào hứng với cái việc là chúng ta bỏ ra một khoản vốn rất là nhỏ nào đó và sau này mình sẽ nhận được rất nhiều cái tài sản lớn. Có thể tăng tài sản rất là kinh khủng. Comment tôi giúp công nha. Nha, comment tôi đi ạ. Bao nhiêu anh chị em chưa biết đến nha, bao nhiêu anh chị em đã biết đến cách để giúp chúng ta gia tăng về tài sản, hãy comment tôi. Và bao nhiêu anh chị em chưa biết cách để chúng ta gia tăng tài sản, hãy comment tôi giúp công bên dưới nha. Hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Con chào chú Công. Chào bé Thiệp Huỳnh. Ok, Trần Hương rất là tuyệt vời. Phượng Đỗ Phượng. Ok, Bùi. Em chào chị Bùi Hải. Chào Nguyễn Hữu. Tim nhiều quá, hoa nhiều quá kìa. Cảm ơn, thank you cả nhà rất là nhiều nha. Rất là nhiều tim, nhiều hoa cả nhà. Thả tim, thả hoa, thả cái gì nữa giúp công được thì cứ thả nốt đi ạ. Thả nhiều và giúp công được, cả nhà thả ít quá. Có hai mấy người xem nhưng mà thả ít thế kia. Thả ít thế kia làm sao mà nó lên view được. Cả nhà cũng đẩy view giúp công nào. Lâu lắm công không lên tương tác cùng cả nhà rồi. Hôm nay rảnh rảnh cho nên là lên tương tác một chút thì cả nhà đẩy view giúp công nào. Hôm nay công sẽ nói rất nhiều chủ đề đặc biệt luôn. Sẽ có vô số nhiều cái chủ đề rất quan trọng. Và anh chị em nào thực sự mong muốn, bản thân mình mong muốn gia tăng tài sản, muốn gửi tin nhắn cho bạn Huyền Linh hả? Ok, lát nữa anh sẽ trả lời tin nhắn của Huyền Linh nha. Cảm ơn Huyền Linh rất là nhiều. Lát nữa anh sẽ gửi, anh sẽ trả lời tin nhắn của Huyền Linh nha. Ok. Công đang xem một số chứng nhận cổ đông của các nhà đầu tư. Bùi Thị Lý ở Kiến Sương Thái Bình 20.000 cổ phần này. 26.000 cổ phần. Trần Thị Nga Kiến Sương Thái Bình này. Anh chị em nào mà chưa đặt chứng nhận về thì chúng ta cứ đặt đi. Được không? Đặt đi, công ty sẽ gửi về tại Việt Nam cho chúng ta. Ở Thái Bình, Trần Thị Mơ ở Thái Bình 60.000 cổ phần này. Nguyễn Kim Ngân. Em chào chị Kim Ngân. Ok, cảm ơn chị Kim Ngân rất là nhiều. Chào chị nha. Ok. Huyền Linh. Em chào chị Huyền Linh. Cảm ơn chị Bùi Hải rất là nhiều. Cảm ơn chị Hải nha. Chúng ta tương tác đi, chúng ta đẩy view nào. Hãy comment, thả tim, cái gì đó cũng được. Làm cái gì đó cũng được để giúp cho công tí nữa. Công sẽ chia sẻ anh chị em nhiều kiến thức hơn đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em mong muốn chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều giá trị và kiến thức. Hãy comment tôi. Hãy comment tôi đi ạ. Công đang chờ đợi
đang chờ đợi anh em chị em phải tương tác thật nhiều thì Công mới chia sẻ được. Đỗ Thị Loan ở Hưng Yên 56.000 cổ phần, ai ở Hưng Yên đây này? Đâu? Nghệ An này, Nguyễn Công Nhật ở Nghệ An này, 56.000 cổ phần này. Sao ngồi trong nhà mà đội mũ? Bởi vì là nó, đây là mũ phong cách, không phải là mũ do che nắng che mưa. Chứ mũ này che được gì nắng mưa đâu. Mũ là mũ phong cách cho nên là trong nhà cũng đội. Tóc hôm nay nó khác biệt một chút cho nên là hôm nay đội mũ. Hoàng Thị Lan ở Thái Bình 60.000 cổ phần. Xem nào, Trần Thị Vân Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh 47.500 cổ phần. Không biết là gói gì. Đặng Thị Quyên 56.000 cổ phần. Đỗ Hải Anh ở Hà Nội, Cầu Giấy Hà Nội 25.000 cổ phần. Anh chị em nào mà chúng ta đầu tư vào UST á, chúng ta hãy đặt chứng nhận này về nhá. Nếu như là đặt được hãy đặt về để chúng ta có cầm trên tay, đúng không ạ? Chứng nhận cầm trên tay này nó sẽ có một cái giá trị rất là khác biệt này, đó là gì? Đó là mình thấy được, cả nhà có thể thấy không? Đây nó bong bóng này. Đó, nó bong bóng, cả nhà thấy không? Ok nha, bong bóng này. Cái bong bóng đây là cái tem nổi của tổ chức Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVIFSC. Công ty của mình đăng ký quốc tế và đăng ký tại Anh, tại quần đảo Virgin của Anh, và đăng ký trong cái trung tâm về cái 30 người anh. Ok. Đó thì mình đăng ký ở tại BVIFC, tức là đây là quần đảo Virgin của Anh. Ủy ban Dịch vụ Tài chính là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tất cả các dịch vụ tài chính bên trong và bên ngoài BVI, nhằm mục đích chống lại những cái gian lận trong tài chính, chống lại gian lận tài chính quốc tế. Và đây là một cái tổ chức trực thuộc của chính phủ, được thành lập từ năm 2001 và nó rất là uy tín trên toàn cầu. Đặc biệt là đăng ký ở Anh thì sẽ giảm được cái thuế rất là nhiều. Nhiều người thì bảo là trốn thuế, không phải trốn thuế mà là giảm thuế. Nhiều người buồn cười quá. Thế này, Nguyễn Hùng. Ok, chào Nguyễn Hùng. Đó, đăng ký ở Anh là chúng ta có thể giảm thuế rất là nhiều. Thay vì mình bỏ ra rất nhiều thuế, đúng không? Mình có thể giảm được. Trần Văn Học Ngọc ở Thái Bình 60.000 cổ phần. Trần Thị Hằng Thái Bình 26.000 cổ phần. Đặng Thị Dần ở Thái Bình. Đỗ Thị Huyền ở Thái Bình 25.000 cổ phần. Ở trong này thì Công thấy có một tờ là hơn 1 triệu. 1 triệu 3 thì chắc là khoảng tầm mười mấy nghìn đô á. 1 triệu 3 đấy là mười mấy nghìn đô. Không xem lại nè. 1 triệu 3 là của bạn nào ở đâu ta? 45. Cả nhà có để ý đến cái mà bài của Công không? Biến 25 bao nhiêu cả nhà? Cả nhà có xem không? 20 triệu đô, đúng không? Biến 20 triệu đô thành 135 tỷ đô. 25 triệu đô thành 135 tỷ đô. Một thương vụ mà đình đám, cả thế giới gần như đều biết đến cái thương vụ này. Chỉ có chúng ta là những người chưa vào thị trường không biết đến, và chúng ta nghĩ đó là đúng không chị? Vâng, hôm nay Công sẽ chia sẻ cho anh chị về những cái công thức này để giúp anh chị thấy được là chúng ta hoàn toàn có những cái cơ hội để biến tài sản của mình từ một khối tài sản rất nhỏ, có thể giúp cho cái tài sản của mình tăng lên. Đúng rồi, 20 triệu đô thành 135 tỷ đô, chính xác. Chào em đẹp trai, biến 20 triệu đô thành 100... Em chưa biến được. Em chưa biến được, em đang biến đây. Đang trong quá trình biến hóa đây. Ví dụ như đây, đây bạn này biến từ 10, khoảng 15.000 đô đi, 1.350.000 cổ phần. Đây, 1.350.000 cổ phần này biến từ 15.000 đô thành 1.350.000 đô. Đó, nghe có lạ không ạ? 15.000 đô là tăng bao nhiêu lần cả nhà? Tăng hơn 100, tăng 100 lần.
Tăng hơn 100 lần đúng không? Âm tập làm bột à? Làm bột gì ở đây? Ôi rồi. Ông bột thì rất là khó biến, bởi vì bột ngày bột chỉ câu chuyện cổ tích ngày xưa thôi, chứ bây giờ bột làm sao mà ở thời nay không cần bột vẫn biến được. Nếu như là bột thì thực sự mới nói thế nào nhỉ? Nếu mà là bột ấy thì biến một cái nó ra ngay, nhưng mà cái này nó biến phải có thời gian. Đúng không ạ? Và chúng ta đều nghe đến cái thương vụ đầu tư của Shopbank. Thương vụ đầu tư của Shopbank. Và ông đầu tư bao nhiêu tiền đấy ạ? Công có lưu lại cái thông tin rất là kỹ. 20 triệu đô. Đúng không? Đầu tư vào Alibaba của tỷ phú Jack Ma, người Trung Quốc. Ông này thì là người Nhật Bản. Và quỹ đầu tư này được thành lập đầu tiên tại Nhật Bản. Jack Ma động viên sau biến cố với WeWork, Uber. Chúng ta điên nhưng không ngu dốt. Đấy. Tức là hai ông này thì có một cái rất là hay. Và ông Jack Ma, ông có nói với lại ông chủ của Shopbank ấy. Anh chị em có nhớ tên ông chủ Shopbank không? Masashisoi gì đó. Masashison gì đó. Đúng không? Tức là ông chủ Shopbank ấy, ông đấy thì sau khi gặp Jack Ma và ông đấy đã quyết định là rót vốn vào Alibaba với số tiền là 20 triệu đô la Mỹ. 20 triệu đô la Mỹ. Sau đó khi mà Jack Ma đưa công ty mình ra thị trường, rồi tiếp tục đưa công ty mình lên thị trường chứng khoán và chính thức IPO, thì cái tài sản của ông chủ của Shopbank đã tăng từ 20 triệu đô lên đến 135 tỷ đô. Và đây là một trong những cái câu chuyện mà phần đa những giới đầu tư trên toàn cầu đều biết đến cái thương vụ đầu tư này. Tuy nhiên ngày hôm nay nếu chúng ta chỉ nghe câu chuyện này thôi thì phần đa chúng ta sẽ nói đây là những cái câu chuyện nhảm nhí. Đúng rồi, đúng không chị? Và chính vì vậy thì chúng ta cần phải có những thông tin cụ thể. Nếu như không có thông tin thì chắc chắn một điều, chúng ta sẽ không biết đâu là sự thật. Đúng rồi, đúng không ạ? Đó, thì hôm nay nếu như anh chị em nào mà thấy được cái điều đó thì đồng nghĩa với việc là trên tay Công đang có những cái giấy chứng nhận cổ phần như này. Ví dụ bạn này, bạn đầu tư là bạn này là Bùi Thị Dung ở Ba Đình, Hà Nội nha, ở Ba Đình, Hà Nội đang sở hữu cái số lượng cổ phần là 1.350.000 cổ phần này. Và ngày trước chắc đó bạn này chắc là ngày xưa đầu tư khoảng tầm mười mấy nghìn đô. Đó, mười mấy nghìn đô thì sở hữu cái số lượng cổ phần này mà lên sàn nó 10 đô thôi, anh chị, theo anh chị tài sản bao nhiêu tiền ạ? Nếu như lên sàn 10 đô thì cái số cổ phần này của người ta sẽ là bao nhiêu tiền anh chị? Sẽ là 10 triệu. 10 triệu, đúng không ạ? Hay là 10, 1 triệu, 10, 13 triệu. 13 triệu, nếu như là lên 10 đô thì bạn này sẽ là 13 triệu đô. Nha. Đây là câu chuyện mà nếu như mình nghe bình thường thì mình sẽ không tin được đâu bạn. Nghe bình thường rất là khó tin. Nhưng mà Công sẽ cho cả nhà nhìn thấy thực tế. Đó là thương vụ Facebook này, Alibaba này. Alibaba chúng ta vừa nói chuyện với nhau rồi đúng không? Và gần đây có những thương vụ như là Xiaomi Trung Quốc này, vào năm 2010 mấy, 2018 Xiaomi lên sàn. Cô Lễ Tân đầu tư vào đó 31.000 đô. Sau khi Xiaomi lên sàn với cái giá rất là thấp thôi, và tài sản của cô này đã tăng hơn 8 triệu đô. Còn có những câu chuyện như là ông chủ của Facebook hoặc là những nhân viên làm trong Facebook từ những thời điểm sơ khai, họ đã sở hữu được cổ phần của Facebook. Và có một bạn là họa sĩ lang thang nha. Một họa sĩ lang thang vẽ tranh cho Facebook, và ông đấy đã từng, bạn ấy đã từng vào tù, đã từng đi trại. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên sau khi ra tù rồi, bạn ấy bắt đầu về vẽ tranh tường cho Facebook. Từ những thời điểm mà Facebook còn rất là non trẻ, rất là sơ khai. Thì sau đó Facebook trả lương bằng cổ phần, không phải trả bằng tiền mặt mà trả bằng cổ phần. Đó, trả bằng cổ phần thì thời điểm đấy cổ phần nó rất là rẻ cả nhà, rất là rẻ, nó trả được, bạn ấy trả được hơn 3 triệu cổ phần gì đó. Thì sau khi mà Facebook lên sàn thì tài sản của bạn ấy rất là kinh khủng. Công sẽ không dám nói ra con số bởi vì rất nhiều người sẽ giật mình mà không tin.
Đó, thì không thể nói như vậy thôi, để làm sao để các bạn hình dung ra cái vấn đề là nếu như mình mà có cơ hội để mình có thể là sở hữu một cổ phần của một doanh nghiệp tiềm năng nào đó thì chúng ta hãy tận dụng cái cơ hội đó, bởi vì đó là cơ hội giúp chúng ta có thể nhân tài sản và nó là một cái đòn bẩy trong tài chính. Truyền thống, nếu như chúng ta làm truyền thống, nếu như chúng ta kinh doanh bình thường thì mình sẽ không cần dùng đến cái đòn bẩy đó, bởi vì nó không hề có những cái đòn bẩy như vậy. Tuy nhiên, nếu như trong thị trường đầu tư thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy là những cái đòn bẩy đó nó rất nhiều nha. Những cái đòn bẩy như vậy nó rất là nhiều. Và nếu như mình chỉ cần thắng một thương vụ nào đó như vậy thôi thì tự nhiên tài sản của mình tăng gấp hàng trăm, hàng nghìn lần rồi. Bao nhiêu anh chị mong muốn tài sản của mình sẽ tăng hàng nghìn lần? Hãy comment đi ạ. Nào anh chị, bao nhiêu anh chị thực sự mong muốn là tài sản của mình sẽ tăng hàng nghìn lần? Hãy comment đi ạ. Hãy comment tôi đi ạ. Hãy comment tôi hay số 1 gì đó cũng được. Chào bạn Mick nha, chào bạn, chào em trai. Chào anh Hân. Ai chà, lâu lắm không thấy anh Hân tương tác với em nha. Chào anh Ma Hân. Đó. Hàng triệu lần luôn, hàng triệu lần thì cũng là rất là kinh khủng đấy. Lên 100 đô là lên triệu lần thật. Nhưng mà lên 10 đô thôi là mình tăng nghìn lần rồi. Đúng ạ, lên 10 đô một cổ phần ngày hôm nay, nếu như anh chị em đang sở hữu, nếu anh chị em đang sở hữu cái cổ phần của công ty Westy thì chúng ta thấy được một điều là sau này, đây cũng ví dụ thôi nha. Còn cái câu chuyện là nó đạt đến mức nào đó hay là thời điểm nào nó đạt được thì mình sẽ không thể đoán trước và nói trước được. Đây là cũng lấy một trong vài cái ví dụ thôi để mình thấy được cái câu chuyện là đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp, sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước khi thị trường, trước khi nó ra thị trường là chúng ta hoàn toàn có những cái cơ hội để mình nhân tài sản mình rất là nhiều. Đó. Quay về cái câu chuyện mấy hôm trước, công sẽ check cho cả nhà xem một vài thông tin investing, để công check cho cả nhà xem thông tin này, xem cái doanh nghiệp này là mấy hôm trước lên sàn á, cách đây gần một tháng thì đến ngày hôm nay nó đang là bao nhiêu nha. Lịch IPO này gần đây. Ồ, có một cái công ty 26 tháng 5 vừa lên sàn này cả nhà này, kinh khủng quá. Công vừa xem một dữ liệu xong, vào ngày 26 tháng 5 vừa rồi, vừa có một công ty lên sàn. Giá trị, đây là công ty gì đây? Artemus Fintech Technology Inc. ATMU. Mã cổ phiếu là ATMU. Đó, ATMU đấy. Thì ngày hôm nay một cổ phiếu nó đang là 21,67 đô. 21,67 đô một cổ phiếu. Nếu như là chúng ta sở hữu cái cổ phần của họ trong cái giai đoạn giống như là cổ phần của UST bây giờ đang là 0,01 đô, thì lên 21 đô là mình tăng bao nhiêu lần anh chị? 1 đô là mình tăng bao nhiêu lần dạ? 1 đô tăng 100 lần rồi, đúng không? 1 đô tăng 100 lần rồi, 10 đô tăng 1000 lần rồi. Đó, thế là mình 20 đô tăng 20.000 lần hả? 2.000 lần hả? Ừ. Kinh khủng chứ ạ? Một cái dữ liệu thực tế thôi nha. Đây là cái câu chuyện này, câu chuyện thực tế nha. Nếu như anh chị em nào mà cảm thấy nó rất là mơ hồ thì chúng ta hãy lên cái trang investing.com. Mình check thông tin, check dữ liệu nha. Trên đấy rất là nhiều dữ liệu và thông tin. Một cổ phiếu 21 đô. Vậy thì nếu như chúng ta mà nắm giữ 1 triệu, để công tính bài toán nha, 1.300.000, giống như 1.350.000 nhân với 21 đô thì bạn này sẽ có là 28.350.000 đô. Nhân với 23,6 đi là khoảng 669 tỷ. Nếu như bạn này bỏ ra khoảng tầm bao nhiêu? 10 gọi là 15.000 đô đi. 15.000 đô. 15.000 đô nó sẽ tăng lên, nếu lên 21 đô như ngày hôm nay thì nó sẽ tăng lên là
28 triệu 350 nghìn đô. Wow. Khó tưởng tượng, khó tin quá đúng không ạ? Nhưng đây là sự thật nha. Nếu như là công ty, cái công ty mà con đang xem dữ liệu đây này, anh chị em có thể lên investing để xem. Đó, cái mã cổ phiếu của nó là ATMU. Một công ty không biết là nó phát triển cái lĩnh vực gì nhiều. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy là nó có những cái đà bứt phá rất là kinh khủng. Rất là kinh khủng. 21 đô. Không biết ngày xưa thì nó là bao nhiêu đô. Khi mà thời điểm, khi cái thời điểm mà nó mới hình thành công ty á, thì một cổ phần lúc đấy chắc là nó chỉ có vài trăm đồng Việt Nam mình thôi. Đó, vài trăm đồng Việt Nam thôi. Và chắc chắn một điều là nếu như ai đó mà sở hữu được cổ phần hay góp vốn trong giai đoạn đó thì chắc chắn ngày hôm nay người ta thành triệu phú, tỷ phú đô la rồi. Cái câu chuyện này thì nó không không có gì lạ đâu, thực sự nó không có gì lạ cả nhà. Công thấy một điều là nó hoàn toàn xác thực. 21 đô. Đó. Rất nhiều công ty trong thời điểm này, rất nhiều công ty họ vừa IPO. Và sắp tới này, xem nào, sắp tới sẽ có một công ty, ngày mai sẽ có một công ty giá trị vốn hóa, giá trị IPO là khoảng tầm 13 triệu đô. Giá có thể là khởi điểm từ 4 đô đến 5 đô. 4 đến 5 đô. Đó là công ty Azista Inc. Đó, đây là ngày mai nha, ngày mai sẽ có một công ty lên sàn. Trước đó rất là nhiều công ty. Giá trị của công ty mà công đang xem. Giá trị công ty mà công đang xem đó là công ty ATMU á, là vốn hóa giá trị của nó là hiện nay đang là 275 triệu đô. Giá IPO 275 triệu đô. Và cái mệnh giá khi chào sàn là 19,5 đô và bây giờ đang 21,67 đô. Tức là từ 19 đô nó tăng lên đến 21 đô là lên 3 đô đúng không ạ? 19, 20, 21 lên 3 đô từ khi lên sàn vào ngày 26 thì đến ngày hôm nay là nó đang tăng, vẫn đang trên đà tăng. Từ ngày 26 lên sàn nó là 19 đô thì bây giờ nó đang là 21 đô, tức là nó đang trên đà tăng. Vậy thì nếu như chúng ta hình dung câu chuyện là sau này cái tài sản này này chỉ cần có 1.350.000 cổ phần này thôi, nó lên 1 đô thôi là 1.350.000 đô, mà lên 2 đô chuyện gì xảy ra. 2 đô tài sản nhân đôi, 3 đô tài sản nhân 3, số này lên hơn 3 triệu đô, có đúng không chị? À, gần 4 triệu đô. Thế thì nắm giữ cổ phần đòn bẩy sàn chứng khoán thành tỷ phú là hoàn toàn thực tế, đúng rồi. Em chào tỷ phú anh chào tỷ phú em. Hòa, lâu lắm không gặp em Hòa nha, không lâu lắm không gặp tỷ phú Hòa rồi nha. Hôm nào phải lên kế hoạch để anh em gặp nhau đi chứ. Hà Nội gì mà xa xôi đấy, cả năm trời chưa được gặp nhau. Đó thì ở đây thì công muốn nói với tất cả chúng ta rằng là gì, là cơ hội để chúng ta gia tăng tài sản nó không phải khó. Cách để chúng ta biến cái số tiền nhỏ thành số tài sản lớn không khó. Khó nhất đó là chúng ta không nhận thấy đây là cơ hội, và đặc biệt là chúng ta không dám vượt qua khỏi cái vùng an toàn. Ở đây công muốn nói là cái vùng an toàn con người chúng ta phần đa thì chúng ta hay có một cái đó là nỗi sợ hãi bên trong. Tức là mình cảm thấy là công việc của mình rất là ok rồi này, thu nhập của mình là 10-15 triệu một tháng, mình cảm thấy rất là happy, rất là hạnh phúc rồi. Và gần như mình không mong muốn là mình sẽ tham gia vào một cái gì khác nữa. Và đặc biệt là cũng chả bao giờ mình nghĩ đến là mình có thể trở nên giàu có. Và chính vì vậy thì mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội, đặc biệt là những cái cơ hội có thể giúp cho mình gia tăng cái tài sản và có được cái dòng tiền trong tương lai. Thì phần đa chúng ta đang bỏ qua những cái cơ hội đó. Thì đây con muốn nói là thay vì chúng ta chỉ tập trung vào công việc của mình để mình có thể là giúp bản thân có được thu nhập, thì mình hãy tập trung thêm một cái nữa, đó là giúp mình có được cái tài sản bằng cách là mình sở hữu cổ phần của doanh nghiệp nào đó. Và sở hữu cổ phần doanh nghiệp ấy, thì nếu như là sở hữu trong cái thời điểm mà công ty đã thành công, ví dụ như là Facebook bây giờ
Alibaba hay là Google hay là Apple, Amazon, thì chắc chắn một điều để chúng ta tăng tài sản thì rất là khó. Thực sự đó là một cái cuộc chơi về mình mua cổ phiếu rồi. Tức là mình đã mua cổ phiếu lên sàn rồi thì rất khó để mình tăng tài sản. Nhưng mà nếu như mình mua được và sở hữu được cái cổ phần của công ty mà nó đang trong thời điểm sơ khai ấy, tức là lúc mà công ty nó đang gọi vốn, đang gây quỹ, đang trong thời điểm sơ khai này, đó giống như là công ty UST này, giống như là một số công ty khác. Như bây giờ thằng Momo vừa rồi ấy, cuối năm ngoái nó gọi vốn rất là thành công, đúng không ạ? Mình có thể ai đó đã từng sử dụng cái ví điện tử Momo ấy, nhưng mà chúng ta chưa biết là không biết được là cái vòng gọi vốn của Momo nó ra sao đó. Để làm sao mình có thể là tìm hiểu được thông tin của những các doanh nghiệp đó thì mình hãy cố gắng lên trên các trang mạng xã hội, lên trên Google để mình check thông tin. Bây giờ đặc biệt là bây giờ nó có được thêm đó là cái ứng dụng ChatGPT á. ChatGPT là một trong những cái ứng dụng nó giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều cái vấn đề. Đó, nó giúp cho mình giải quyết được rất nhiều vấn đề để có thể là... Ôi trời, xin chào. Thà, kinh nhỉ. Hai vợ chồng à... Cái gì đấy? Sắn. Sắn à? Đang thèm sắn đây. Lâu lắm không được ăn sắn. Nhưng mà sắn đây là sắn dây đúng không? Sắn bằng dây. Nó được quay lại là... Là không muốn nói đây là gì, là để giúp cho mình thay đổi về tài chính, về vận mệnh trong tương lai. Thì mình sẽ có rất nhiều cái cách, rất nhiều cái phương án để mình có thể đạt được cái điều đó. Có những người, người ta sẽ sử dụng bằng cách là mình khởi nghiệp, tự tạo ra công ty cho riêng mình, đúng không ạ? Như bản thân Công thì Công không có cái khả năng là mình tạo ra một công ty, sau đó thì mình đưa công ty đó ra thị trường và đưa lên sàn chứng khoán. Thì cái khả năng mình không có, thứ nhất là nguồn lực mình không có này. Như bây giờ mình có được cái nguồn lực thì nó lại khác hoàn toàn. Nhưng mà nguồn lực không có, và đặc biệt là để tạo ra được một công ty như thế nó cực kỳ khó. Nó không hề dễ thế nào. Vậy thì cách của Công ấy, đó là mình, thay vì mình tạo ra một công ty, thì tại sao mình không lựa chọn đó là mình hợp tác với một công ty nào đó, tức là bắt tay với một người tạo ra công ty. Và cách này anh chị đã hình dung ra câu chuyện chưa? Tức là mình tìm một công ty nào đó, tìm một ông chủ nào đó họ đang trong quá trình gây dựng, và mình tận dụng cái đòn bẩy là người ta tạo ra sẵn rồi, thì bây giờ mình cùng nhảy vào hợp tác với người ta, đúng không? Cùng nhảy vào để hợp tác với người ta. Mình chỉ cần bắt tay thôi. Và gì ạ? Và cùng nhau hợp tác bằng cách là mình có vốn, góp vốn của người ta thôi. Ít vốn góp được. Nếu như anh tạo ra một công ty ấy, anh phải có rất nhiều vốn. Nhưng mà mình hợp tác với người ta, mình có ít vốn, mình vẫn góp cho người ta được. Và người ta có thể sử dụng rất nhiều người giống như bản thân mình, để làm sao để cùng nhau bắt tay hợp tác và cùng phát triển một công ty. Thế thì đấy là một trong những cái cách nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc là mình tạo ra một công ty tỷ đô. Và cái cách này thì Công thấy là rất nhiều người họ làm rồi. Rất nhiều tỷ phú họ thành công theo cách này, sử dụng đòn bẩy doanh nghiệp người khác. Và trong cái cách để chúng ta tăng tài sản ấy, thì nó có những cái đòn bẩy rất lớn. Đòn bẩy tài chính và đòn bẩy doanh nghiệp đứng trên vai người khổng lồ. Có rất nhiều người thì bảo là người khổng lồ làm gì họ cho mình đứng trên vai. Thực ra không phải. Người khổng lồ họ rất muốn có nhiều người đồng hành cùng họ. Nhiều người đồng hành đồng nghĩa việc là giúp công ty họ phát triển tốt hơn. Thế không lý do gì mà họ từ chối những khoản đầu tư trong thời điểm sơ khai để giúp công ty họ phát triển mạnh. Đúng không ạ? Họ là những người có ý tưởng. Họ là những người có gì ạ? Có tạo ra cơ sở vật chất rồi. Và bây giờ họ vẫn đang thiếu vốn. Thì mình là những người có vốn, mình góp vốn cho người ta. Đây là đứng trên vai người khổng lồ. Không phải đứng trên vai là mình đứng trên vai người họ, sau đó đè họ xuống. Không phải. Đứng trên vai cùng nhau đi. Đó là một cách thành công của người giàu. Và Công thấy đây là một trong những cái công thức là chúng ta giúp chúng ta là những người ít tiền, là những người chỉ có cái khoản tiền rất là nhỏ thôi, cũng sẵn sàng và cũng có thể đạt được những cái điều mình mong muốn về tài chính. Đó. Giống như các bạn lễ tân của công ty Xiaomi, đúng không ạ? Bạn đã đầu tư có bao nhiêu? Có 31.000 đô thôi. 31.000 đô vào
Sơ Mi trong thời điểm mà Sơ Mi đang khó khăn. Sau đó thì vài năm sau, Sơ Mi lên sàn và tài sản của bạn đấy đã tăng lên thành hơn 8 triệu đô. Và đây là một trong những cái lịch sử, một trong những câu chuyện nó ghi nhận rằng những người ít tiền hoàn toàn có thể trở thành triệu phú đô la. Quan trọng là mình phải lựa chọn được cái công ty đúng, công ty tốt. Dĩ nhiên là cái lựa chọn rất là quan trọng. Và công thường thường muốn chia sẻ đó là sự nỗ lực không bằng sự lựa chọn. Và nếu như chúng ta chỉ nỗ lực không mà không lựa chọn đúng thì chắc chắn một điều là cái kết quả nó không tốt. Và cần phải lựa chọn đúng. Lựa chọn đúng để giúp chúng ta đi nhanh hơn, đạt được cái thành tựu kết quả nhanh hơn. Trong các công ty khởi nghiệp cũng có rất nhiều công ty người ta phá sản, người ta không thành công. Thế điều đó đều là chuyện bình thường, đúng ạ? Và chúng ta cần phải lựa chọn những công ty làm sao mà nó có cái tỷ lệ phá sản của họ rất là thấp. Ví dụ như là thời điểm này thì công thấy được là cái công ty UST, Uriski Ching Technology là một trong những công ty phát triển về công nghệ giao thông vận tải. Đặc biệt nó là một cái xu hướng mới trong lĩnh vực vận tải. Và vận tải thì anh chị em chúng ta đều biết rồi, đầu tư vào giao thông là khoản đầu tư sẽ không bao giờ thua lỗ, sẽ không bao giờ sợ thua lỗ, đối chị. Đầu tư vào giao thông là những khoản đầu tư sẽ không bao giờ sợ thua lỗ, bởi vì là chúng ta không ăn nhưng mà vẫn phải đi ra đường mà. Đó, mình không ăn, mình không uống, mình nhịn ăn vẫn phải đi ra đường. Có công việc vẫn phải đi. Thế thì giao thông không bao giờ thiếu thốn được, không bao giờ bỏ đi cái giao thông được. Và chúng ta hiểu điều này thì mình thấy là nếu như mình là những người cùng nhau tạo ra một cái giải pháp giao thông cho thế giới thì chắc chắn một điều là trong tương lai cái sản phẩm đó nó sẽ là sản phẩm xu thế và mang tính cách mạng nữa, đặc biệt là những cái sản phẩm mang độ khó cao nha. Đặc biệt là những sản phẩm mang độ khó cao thì càng được ưa chuộng và càng được nhiều người dùng, người ta ưa chuộng và ưa dùng. Nó giống như là sản phẩm điện thoại iPhone của Apple. Tại sao mà rất nhiều người, người ta thấy là cái điện thoại iPhone nó rất là đắt nhưng mà người ta vẫn sử dụng rất là nhiều, đúng không ạ? Sản phẩm iPhone thì rất đắt nhưng mà rất nhiều người sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì chất lượng và đặc biệt là cái độ khó rất là cao để tạo ra một iPhone. Người ta thích dùng cái sản phẩm nó đẳng cấp. Thế thì bây giờ giao thông cũng thế thôi. Nếu như anh mà có thể tạo ra được một cái sản phẩm mang tính cách mạng và gần như không có đối thủ cạnh tranh thì chắc chắn một điều các chính phủ người ta sẽ tranh nhau để làm sao để giành giật nhau để có thể là được xây dựng và phục vụ cho đất nước người ta sớm nhất có thể. Và đây là một trong những cái mà công thấy là nếu như chúng ta đầu tư vào giao thông thì đây là một trong những khoản đầu tư gần như là sẽ không bao giờ thua lỗ. Gần như sẽ không bao giờ thua lỗ. Và không thua lỗ chắc chắn một điều là mình sẽ nhận được những cái thành quả trong tương lai thôi. Đó, cái đó thì nó không cần phải bàn nhiều mà chúng ta tự có thể suy luận ra cái điều này, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là mình cần phải tìm được cái công ty như vậy. Quan trọng nhất là tìm được công ty như vậy. Và tìm được rồi thì làm cái gì? Thì đồng hành bằng cách là góp vốn, ủng hộ, phát triển và thúc đẩy cùng nhau phát triển. Thì đấy là cách mà Công đã làm trong vòng hơn 5 năm qua. Xem nào, ở đây có bao nhiêu anh chị em đang có? 63 anh chị em. 63 anh chị em đang xem rồi. Thì ở đây chắc chắn một điều là Công thấy có khả năng ở đây là có khoảng tầm 60 mấy anh chị em cũng đang sở hữu cổ phần của UST rồi, đúng không? Vậy thì để làm sao chúng ta trong tương lai bản thân mình cần có cái mục tiêu lớn, mục tiêu lớn, khát vọng lớn, thì ngày hôm nay với những cái khả năng của mình hãy cố gắng để chúng ta, thay vì chúng ta chỉ sở hữu như bạn này, thay vì mình chỉ sở hữu là 90.000 cổ phần thì hãy cố gắng sở hữu 1 triệu cổ phần, 1 triệu 3 cổ phần. Cái con số 90.000 và 1 triệu 3 này nó sẽ nói lên cái thành công của hai người này trong tương lai. Bạn Nguyễn Văn Thắng ở Thái Bình và bạn Bùi Thị Dung ở Hà Nội này. Sau này nếu như 1 đô trên 1 cổ phần thôi thì bạn này chỉ có 90.000 đô thôi, nhưng 1 đô bạn này sẽ có là 1.350.000 đô. Cái sự khác biệt của người giàu và người nghèo đó là chúng ta nắm giữ số lượng tài sản bao nhiêu. Và riêng về cổ phần
nha. Riêng về cổ phần thì chúng ta nắm giữ càng nhiều cổ phần thì trong tương lai chúng ta càng có nhiều dòng tiền. Bởi vì khi công ty phát triển, công ty thành công, chỉ cần bạn này chỉ cần một năm mà công ty chia cổ tức $1 trên một cổ phần thôi, bạn này có hơn $1,000,000 một năm tiền lợi nhuận cổ tức. Chưa cần nói nhiều, đúng không ạ? Chưa cần nói nhiều, chỉ cần $1 cổ tức một năm thôi là bạn này có khoảng $1,350,000 một năm rồi. Tài sản vẫn nằm đó, tài sản kể cả nó lên $5, $10 thì bạn này sẽ nhân x bằng nó đó tài sản lên. Còn cái việc lợi nhuận ròng ấy là cái tiền cổ tức ấy, cái tiền lợi nhuận kinh doanh, thì cái đó là một trong những cái mà công thấy là nó sẽ là cái khoản thu nhập thụ động mãi mãi về sau này, khi công ty càng ngày càng phát triển, đúng không ạ? Khi công ty càng ngày càng phát triển thì đồng nghĩa với việc là cái tài sản của mình, cái dòng tiền của mình đem về, đây gọi là thu nhập thụ động. Bình thường mà chúng ta đi làm ấy, thì mình chỉ có một nguồn thu nhập thôi. Ví dụ như là mình đi làm công nhân, hay là làm công nhân viên chức nhà nước, hay làm thuê bất kỳ công việc gì đó, thì mình chỉ có một nguồn thu nhập thôi. Và thu nhập đó là thu nhập chủ động, tức là mình phải làm việc mới có thu nhập. Như bây giờ một bạn đi làm thợ xây đi, mà bạn ấy không có nguồn thu nhập thứ hai và chỉ có một nguồn thu nhập là làm thợ xây, đi làm thuê đó, thì lương tháng khoảng tầm gọi là 7 đến 8 triệu một tháng, thì 7 đến 8 triệu thì bạn ấy chỉ duy trì ở cái mức đó mãi mãi và sẽ không có thêm nguồn thu nhập thứ hai. Bạn đã làm nhiều hay làm ít cũng chỉ bằng nó thôi. Cho nên mình thấy là nếu như mong muốn, bản thân chúng ta mong muốn là sau này mình có được những cái dòng tiền, có được cái gọi là cái thu nhập thụ động thay vì chỉ là thu nhập chủ động, thì mình cần phải có một cái tài sản nào đó, và tài sản phải đủ lớn nha. Chứ còn mấy chục nghìn cổ phần ấy, nói thật với anh chị em là cứ như các bạn này 90.000 cổ phần với lại là 60.000 cổ phần ấy, thực sự là sau này nó chia cổ tức thì mình trả được bao nhiêu tiền đâu. Nó thật là như thế. Ví dụ một năm mà người ta chia cổ tức khoảng $1 thì thôi, gọi là mình cũng có khoảng $60,000, $90,000, đúng không ạ? Cũng khoảng hơn 1 tỷ, nhưng mà nó sẽ không nhiều. Thay vì đó, ngày hôm nay mình đang có cơ hội để mình sở hữu nhiều, thì tại sao mình không sở hữu? Hãy cố gắng sở hữu thật nhiều cổ phần trong khi mà còn cơ hội. Bởi vì thời điểm này là thời điểm công ty đang cho chúng ta sở hữu cổ phần, đang cho phép chúng ta được sở hữu cổ phần với cái mệnh giá cực kỳ thấp như vậy, thì chúng ta không nên bỏ qua. Đặc biệt là như mấy hôm nay, thì công thấy là có một cái thông tin về chương trình ưu đãi của UST á, ưu đãi dành cho những người đang đầu tư gói trả góp của chương trình U70 nha, U74 nha, UNIT 74 đó. Thì cái gói đó là một trong những cái gói nó cũng khá là hay, giúp cho anh chị em là với số tiền nhỏ mình cũng có thể là đạt được cái mục tiêu sở hữu được cái số lượng lớn cổ phần. Tuy nhiên là nếu như chúng ta mà chỉ có một cái ước mơ là mình sở hữu 100.000 cổ phần, 200.000 cổ phần xong thôi, thì mình lại không hành động lớn nữa. Thay vì thể đặt mục tiêu lớn, ước mơ lớn, sau đó thì mình lên kế hoạch bất kỳ một cái chương trình ưu đãi nào, khuyến mại nào, hãy tận dụng tối đa nó để chúng ta có thể sở hữu với cổ phần mệnh giá thấp nhất. Bởi vì tư duy của người giàu, tư duy của các tỷ phú ấy, là họ mua tài sản lúc tài sản nó xuống giá. Mua tài sản lúc tài sản xuống giá. Còn khi tài sản nó tăng trưởng, nó lên mạnh rồi mình mới lao vào mua ấy, thì thực sự là rất khó để mình có thể nhân tài sản. Bởi vì lúc đó lúc cao rồi. Mà cao thì chắc chắn một điều là mình sẽ không thể nào đạt được cái mong muốn của mình là x bao nhiêu lần tài sản, đúng không ạ? Chính vì thế thì hôm nay ấy, thì công thấy là đang có cái chương trình ưu đãi của cái chương trình UDIS 74. Anh chị em nào mà thanh toán hết, anh chị em sẽ có được 3 vé. Nếu anh chị em nào đang có cái gói đó nha, thanh toán hết từ ngày hôm nay cho đến ngày mùng 2, hạn chót là hết ngày mùng 2, chúng ta thanh toán hết, thì mình sẽ có thêm 3 cái vé đó để tặng cho bạn bè người thân của mình. Và nếu như mình có vé đó thì chắc chắn một điều là mình giúp được người khác sở hữu thêm cổ phần ưu đãi hơn nữa. Còn không có thì bây giờ $1,000 nó chỉ được có 2 mấy nghìn cổ phần, 23 nghìn nhỉ.
đô 23.000 đúng không cả nhà? 1.000 đô bây giờ trả góp 23.000 cổ phần thôi. Thay vì thế mình hãy tận dụng cơ hội đấy để mình giúp cho bạn bè người thân của mình xử 1.000 đô mình được 70.000 cổ phần, được 80.000 cổ phần. Tội gì mình không tận dụng, có đúng không ạ? Và sau này thì mình khó để mình có thể tận dụng được cơ hội đó, bởi vì là nó không phải thường xuyên có. Chính vì vậy thì hãy cố gắng để tận dụng nha. Ok, UOT là cơ hội nghìn năm có một. Mình thật may. Rất nhiều người biết đến UST và đã rất là may mắn khi sở hữu được cái số lượng cổ phần của UST. Quá, nói chuyện là bao nhiêu phút rồi ta? 40 phút rồi. Thôi, nghỉ nấu cơm thôi. Không ạ. Chuẩn bị nghỉ nấu cơm thôi cả nhà nhỉ? Thôi, nói chuyện thế thôi. Chứ nói chuyện nhiều quá lại không có thời gian nói chuyện với người khác. Đây có mấy bạn nghỉ đến chơi. Nghỉ nấu cơm cho vợ ăn chứ. À, nghỉ nấu cơm cho vợ kìa. Thôi, chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà ngày hôm nay bao nhiêu nhỉ? Hôm nay cuối tháng đúng không? Thôi, chúc cả nhà chuẩn bị cho một tháng mới thật tràn đầy năng lượng và phun năng lượng và phun ngân lượng nha. Một tháng mới để chúng ta có thể đạt được tất cả những cái mục tiêu trong cuộc đời của mình, mục tiêu trong tháng của mình. Hãy lên kế hoạch và chúng ta cùng hành động để giúp bản thân, giúp gia đình, giúp cộng đồng, giúp xã hội và giúp công ty mình. Giúp công ty mình phát triển hơn nữa. Mong muốn cổ phần chúng ta sớm ra thị trường. Hãy lan tỏa giá trị UST cho tất cả các cộng đồng, để giúp cộng đồng mình cùng nhau sở hữu, được không ạ? Ok, còn bây giờ thì Công tạm biệt cả nhà đây. Đang có khách, nhà đang có khách cho nên không livestream lâu được nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào những cái buổi sau. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.